Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin O2 được phát sóng trực tiếp trên kênh O2 TV. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý có trong phần đầu bản tin ngày hôm nay. Sẽ phân bổ hơn 3.000 liều vaccine Pentaxim theo tiêu chí mới. Vì sao sinh viên không đóng bảo hiểm y tế? Gia tăng bệnh nhân gút vào mùa xuân. Tụy nhân tạo Diabilop, phát minh mới cho bệnh nhân tiểu đường. Trước thực tế, tình trạng quá tải bệnh viện còn rất căng thẳng, nhất là tại những địa phương chưa tham gia đề án bệnh viện vệ tinh, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, ưu tiên đầu tư cho các bệnh viện vệ tinh, đảm bảo có đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến trên tăng cường chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn cho tuyến dưới. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, các bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới bệnh viện ngoài công lập, hợp tác với các bệnh viện nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế từ xa trong việc hội chẩn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, hội thảo, đào tạo giữa các bệnh viện, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở trên cơ sở gắn với mô hình bác sĩ gia đình, đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng vùng, miền, triển khai nhân rộng kết quả thực hiện thí điểm mô hình bác sĩ gia đình. Tiếp theo là một thông tin có thể nói là mang đến thêm niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư. Đó là sắp có thuốc rẻ hơn cho các bệnh nhân điều trị ung thư ở nước ta. Bởi thời gian tới, Việt Nam có thể sản xuất được thuốc điều trị ung thư với giá chỉ bằng 1/4 hoặc gần 1/3 so với thuốc cùng loại của Mỹ. Nhóm tác giả thuộc Đại học Dược Hà Nội đã thành công với nghiên cứu này ở quy mô phòng thí nghiệm. Thử nghiệm trên chuột cho thấy thuốc giúp giảm kích thước khối u rõ rệt, tương đương với tác dụng của thuốc nhập ngoại. Hiện Bộ Khoa học Công nghệ đã dự định hỗ trợ giai đoạn 2 của nghiên cứu này, mục đích là sản xuất thuốc trên quy mô lớn, thử nghiệm lâm sàng trên người, tiến tới đưa thuốc ra thị trường. Còn bây giờ là thông tin liên quan đến việc tiêm vaccine Quinvasem mà các gia đình có con nhỏ rất quan tâm. Do đợt 2, số lượng đăng ký ảo, một trẻ được nhiều đối tượng đăng ký, lên tới gần 1.900 liều. Nên trong đợt đăng ký lần 3 vào ngày 17 tháng 3 tới, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ chỉ tiêm cho nhóm đối tượng công khai dưới đây. Đối tượng được đăng ký tiêm đợt này là những trẻ đủ 2 điều kiện sau. Trẻ đủ 2 tháng tuổi đến đủ 2 tuổi, tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2016. Ngày sinh trong khoảng từ 18 tháng 3 năm 2014 đến ngày 18 tháng 1 năm 2016, năm dương lịch. Và tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2016, trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa tiêm hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ. Tất cả kết quả đăng ký sai đối tượng sẽ bị hủy bỏ. Vì thế, trung tâm chỉ tiêm vaccine Pentaxim cho những trẻ như sau. Mũi 1, tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà chưa được tiêm mũi tổng hợp nào. Quinvasem Pentaxim Infanrix Hesa DPT. Mũi 2, tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi 1 cách ngày 18 tháng 3 năm 2016, tối thiểu 30 ngày. Mũi 3, tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi 2 cách ngày 18 tháng 3 năm 2016, tối thiểu 30 ngày. Mũi 4, tiêm nhắc lại, tiêm cho trẻ có mốc sinh như trên mà đã tiêm mũi 3 cách ngày 18 tháng 3 năm 2016, tối thiểu 1 năm. Ngày 15 tháng 3 là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và năm nay là năm đầu tiên sự kiện này được tổ chức với mục đích khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Năm nay, Bộ Công Thương chọn chủ đề quyền được an toàn của người tiêu dùng. Đây là một trong 8 quyền cơ bản đã được quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và các lợi ích hợp pháp khác khi giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Liên quan đến trường hợp bé trai 5 tháng tuổi tại Đắk Lắk đang trong tình trạng nguy kịch do viêm não mô cầu. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Dịch tễ Tây Nguyên, cháu bé đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn gây bệnh viêm mảng não mô cầu.
Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, được cảnh báo là bệnh nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nhanh trong vòng 24 giờ. Mới đây nhất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một trường hợp là bé Lý Anh Phước, 5 tháng tuổi, ở xã Cư San, huyện Mrak, bị viêm não mô cầu trong tình trạng sốt ly bì. Toàn thân xuất hiện nhiều vết tử ban, có hiện tượng co giật, phổi bị tổn thương, khó thở. Sau khi nhận được thông tin trên, Sở Y tế Đắk Lắk đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và chuẩn bị các phương án đối phó với bệnh viêm não mô cầu trên toàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực bệnh nhi sinh sống. Hơn 100 hộ dân tại hai xã Cư San, huyện Mrak và xã Cư Dram, huyện Krông Bông, nơi phát hiện ra ca viêm não mô cầu đi qua, cũng đang được uống thuốc phòng bệnh và theo dõi song suốt 24 ngày. Những người tiếp xúc với bệnh nhân và nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân cũng được uống thuốc kháng sinh. Thưa quý vị, vi phẫu vạt, tái tạo lại lỗ tai, vành tai, chuyển ngón chân thành ngón tay, điều trị khớp giả xương chày bằng vạt xương mác, đó là những kỹ thuật trong phẫu thuật tạo hình đã được Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Sanh Pôn và các chuyên gia của Mỹ chuyển giao cho nhau trong thời gian vừa qua. Kỹ thuật vi phẫu vạt, một kỹ thuật mới trong phẫu thuật tạo hình, vừa được thực hiện cho bệnh nhân Mai Hữu Hòa ở Phú Thọ. Cách đây 1 năm, do tai nạn, anh bị đột toàn bộ da vùng cẳng tay và đã được ghép da tại bệnh viện Việt Trì. Tuy nhiên, trong quá trình lành vết thương thì lại bị loét, anh Hòa bị mất hoàn toàn sự co kéo của cánh tay. Cuộc phẫu thuật hôm nay sẽ giúp anh giải phóng khớp cửu và cổ tay, giúp cho anh có thể cử động bình thường sau quá trình phẫu thuật. Chúng tôi sẽ cùng với phía đoàn Mỹ là giải phóng cái khớp cửu và cái cổ tay để cho bệnh nhân có thể vận động bình thường. Và ở đây chúng tôi áp dụng một kỹ thuật mới mà phía bạn cũng yêu cầu là chúng tôi sẽ mổ biểu diễn cũng như là trình bày để bạn học tập. Đó là kỹ thuật vi phẫu tích, làm cho cái vạt nó mỏng đi và để cho chức năng vận động của cái tay sau khi mà được tái tạo thì nó được hoàn chỉnh hơn. Anh Hòa chỉ là một trong số 80 bệnh nhân khác có những mặt bệnh đa dạng, khó giải quyết như bệnh lý bàn tay, sẹo di chứng bỏng, dị tật bẩm sinh, được các bác sĩ Việt Nam và chuyên gia phẫu thuật tạo hình hàng đầu tại Mỹ khám sàng lọc và phẫu thuật trong đợt này. Với sự hợp tác này, không chỉ bệnh nhân có cơ hội chữa lành bệnh, mà các y bác sĩ của cả hai nước có cơ hội học hỏi và chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật tạo hình. Chúng tôi rất là thích thú và nhận thấy là chúng tôi gặp được rất nhiều bệnh nhân, những cái dị tật bẩm sinh và cũng như những cái bệnh nhân mà sau di chứng chấn thương cũng như bỏng, những cái bệnh nhân đó thì chúng tôi hầu như không bao giờ được gặp tại nước Mỹ, và đó cũng là những cái thách thức rất là lớn cho chúng tôi, những nhà bác sĩ phẫu thuật tạo hình của Mỹ. Chúng tôi rất là hứng thú để mà học những cái kỹ thuật mà các bạn bác sĩ phẫu thuật tạo hình của Việt Nam, đặc biệt tại Bệnh viện Sanh Pôn cũng như Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện và đã làm để mà chữa những cái ca mà nó nặng nề và nó phức tạp như vậy. Có rất nhiều kỹ thuật đã được trao đổi qua lại giữa hai bên. Trong đó thì chúng tôi học được những cái kỹ thuật vạch tự do vi phẫu, đặc biệt là cái vạch đùi trước ngoài được học được của các bác sĩ tại Việt Nam, tại Sanh Pôn. Chúng tôi mang đến cái kỹ thuật là tái tạo lại cái tai, cả một cái lỗ tai, vành tai cho bệnh nhân mà bị không có cái tai. Và chúng tôi đã có một số bệnh nhân được mổ Sanh Pôn. Có một kỹ thuật chúng tôi mang đến là dùng ngón chân cái nên chuyển làm ngón tay cái cho bệnh nhân. Và các bạn tại Sanh Pôn cũng học hỏi kỹ thuật rất là nhanh. Qua những đợt hợp tác và giao lưu với các chuyên gia Mỹ tới Việt Nam làm việc và khám bệnh, chữa bệnh như phẫu thuật, chúng tôi đều hỏi được rất nhiều thứ. Những kỹ thuật mới người ta mang đến cho chúng ta, những bệnh nhân được hưởng lợi ngay từ những kỹ thuật đó. Và sau khi các chuyên gia về, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các kỹ thuật đó. Qua giao lưu, học hỏi với thế giới, chúng ta biết được rằng chúng ta đang ở đâu, chúng ta cần học cái gì, cần làm cái gì tiếp. Chúng ta học từ những kỹ thuật chỉnh sửa nhỏ nhất đến kỹ thuật lớn như kỹ thuật chuyển ngón chân lên ngón tay. Và điều này bổ sung cái khối lượng kiến thức cho các bác sĩ trẻ. Trẻ em sinh ra bị dị tật, bệnh nhân bị biến dạng cơ thể sau phẫu thuật, vết thương chiến tranh, vết thương trong sinh hoạt và lao động, tai nạn ô tô, xe máy, vân vân. Khuyết tật làm cho nhiều người sống trong mặc cảm. Chính vì vậy mà việc có thêm nhiều kỹ thuật mới trong phẫu thuật tạo hình sẽ giúp cho bệnh nhân tự tin hơn, giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.
hy vọng sẽ có thêm nhiều sự hợp tác hơn nữa giữa các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam để người dân có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn những kỹ thuật tiên tiến cũng như được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý khác. Vì sao sinh viên không đóng bảo hiểm y tế? Nhiều khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe ngư dân trên biển. Thưa quý vị, thông tin hơn 6.000 sinh viên Trường Đại học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh chưa đóng bảo hiểm y tế có nguy cơ bị kỷ luật, làm không ít người đặt ra câu hỏi tại sao số lượng sinh viên lớn như vậy không thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi này. Phóng sự sau sẽ phần nào giúp quý vị hiểu được câu chuyện này. Với các công cụ học tập như thế này cho thấy, điều kiện kinh tế của những sinh viên này là không khó khăn. Thế nhưng sau 4 đợt thu bảo hiểm y tế của trường, nhiều sinh viên vẫn phớt lờ khoản thu theo quy định này. Đối với tụi em thì cũng không có cần lắm, tụi em chỉ cần là bảo hiểm tai nạn là quan trọng nhất thôi, còn bảo hiểm y tế thì cũng không có cần. Hơn 6.000 sinh viên chiếm gần 60% sinh viên của trường, không đóng bảo hiểm là con số quá lớn. Thế nhưng số đông này lại cùng có những lý do không thuyết phục. Mà bước vào phòng thì đứng chờ và xếp hàng rồi gọi tên lên rất là lâu trong cái khâu mà đóng tiền làm bảo hiểm y tế, làm thủ tục này nọ. Về phía nhà trường thì cho rằng đã tuyên truyền đầy đủ về việc đóng bảo hiểm, nhưng sinh viên tiếp thu chưa đầy đủ. Tôi không cho rằng là trường của chúng tôi là quản lý lỏng lẻo, bởi vì là một đơn vị mà thực hiện thì chỉ thứ nhất là đưa cái cung cấp cái thông tin, thế này cụ thể thu theo từng đợt, qua cái đợt đó mỗi một đợt như vậy thì chúng tôi đã làm những cái tổng kết. Đến chiều hôm nay 11 tháng 3, nhiều sinh viên cuống cuồng đóng bảo hiểm y tế bởi thời hạn áp dụng kỷ luật nhà trường đưa ra là 26 tháng 3 sắp tới. Có lẽ bài học lớn ở đây là vấn đề ý thức chấp hành quy định từ sinh viên. Hiện nay cả nước có hơn 1 triệu ngư dân trực tiếp khai thác hải sản trên biển. Nhưng lâu nay, lực lượng lao động vô cùng quan trọng này đã có đủ các điều kiện để chăm sóc sức khỏe hay không? Những rủi ro tai nạn xảy ra đối với tàu cá giữa biển, liệu ngư dân có kỹ năng, có được những trang thiết bị để xử lý? Hàng loạt câu hỏi như thế thường xuyên được đặt ra ở các làng biển. Nhưng cho đến lúc này, việc chăm sóc sức khỏe cho ngư dân trên biển vẫn còn nhiều khoảng trống. Nhanh thì 20 ngày, dài thì cả tháng trời. Những tàu cá khai thác xa bờ thường phải ở trên biển từng ấy thời gian. Và cũng trong từng ấy thời gian, ngay cả những ngư dân dạn dày sóng gió cũng không thể lường trước những bất trắc gì sẽ xảy ra. Lo lắng, những ngư dân cũng không biết phải làm gì khác, ngoài mang theo chuẩn bị một ít thuốc men ngừa đau ốm. Thực ra đâu có đồ đạc gì đâu mà dụ như lỡ mà trúng tay thì máu nặng quá thì cũng bột ngọt rồi ngân dụng đắp đồ vô vậy rồi chị. Các vụ 50 lý, 100 lý phải chị, nghe chị đem tới đéo nữa, giờ anh em một tình đéo làm dùm. Máy điện thoại của ngư dân Phạm Minh Quang vẫn còn lưu hình ảnh ngư dân bị tai nạn giữa biển. Lúc đó, họ đã tự xoay sở. Tàu cá của ông Quang chỉ có từng này thuốc. Số thuốc này được trang bị từ một năm trước. Thì đi biển là giờ chỉ đồ thuốc cám, rồi thuốc đau bụng rồi chạy thâu cho đâu có còn đều có gì khác đâu. Làng biển trong ngày các tàu cá ra khơi. Nhiều việc phải chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày. Tìm kiếm bạn thuyền, lấy xăng dầu, thức ăn, nước uống. Còn thuốc men, vật tư y tế, có ngư dân trang bị, có ngư dân thì lại không. Nếu xảy ra bệnh đau trên biển, họ sẽ phải làm thế nào? Dường như rất ít ngư dân nhắc đến điều này. Nói đúng hơn là không dám nghĩ đến. Đấy là mình không có rành gì y tế, nhưng mà coi như cứ đại khái cứ tới biểu y tế nó bán là thuốc cám, thuốc đại khái đau bụng, nhức đầu, cấp thơ lúc đấy thôi, coi như tay chân trầy xước rồi chứ còn nếu mà cái hiện đại thì nó không có. Nếu mà nhị thì uống thuốc nó que, thuộc khối thì làm tiếp, nếu nặng thì người ta nào cho mấy chị vô. Hơn một năm trước, một số tàu cá xa bờ ở các tỉnh ven biển được hỗ trợ cơ số thuốc theo chương trình y tế biển đảo, bao gồm các loại thuốc điều trị những bệnh thông thường và các vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu ban đầu. Những hỗ trợ này có ý nghĩa đối với người dân. Nhưng trong thực tế, số tàu cá được hỗ trợ y tế chỉ là một phần nhỏ so với hàng ngàn tàu cá ở mỗi tỉnh miền Trung. Hơn nữa, điều mà người dân cần hơn chính là kỹ năng sơ cấp cứu trong những tình huống xảy ra giữa biển. Tập huấn đồ cái chương trình mà vừa gãy tay gãy chân đồ cái vai cái là phải á. Mình biết là gãy tay gãy chân đồ vậy là anh em mình học là mình biết mình băng bó rồi xeo rồi. Cái giờ cũng như mình đi biển biết đi biển là chính như còn đâu có biết cái gì đâu. Học nào như vậy hả? Chưa học giờ đâu có lớp nào mà vậy. Theo dự báo đến năm 2020, dân số vùng ven biển sẽ tăng lên khoảng 30 triệu người,
trong đó dân số trong độ tuổi lao động khoảng 19 triệu người. Lao động trên biển tiếp tục đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế các tỉnh ven biển. Thế nhưng, cũng ngay từ lúc này, nhiều dự báo cho rằng sẽ rất khó thu hút lao động đi biển bởi đây là công việc nặng nhọc, đối mặt với nhiều rủi ro. Để thu hút lao động biển, điều đầu tiên vẫn là đảm bảo an toàn, sức khỏe của ngư dân trên chuyến biển. Thời điểm này, khoa cơ xương khớp của Bệnh viện E tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân gút. Thường thì chúng ta thấy vào mùa xuân chỉ có những bệnh theo mùa như cúm, sốt. Thế nhưng bệnh gút lại cũng là bệnh gia tăng nhiều vào mùa xuân. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Một bàn chân rất là hay. Bây giờ không biết là mấy ngón nữa. 1, 2, 3, 4. Một bàn chân biến dạng, thậm chí phải cắt bỏ một đốt chân. Đầu gối cứng lại, không thể gập được. Đây là những cục muối urat lắng đọng của bệnh nhân hơn 20 năm bị bệnh gút. Vào mùa xuân, những cơn đau gút nặng hơn và bệnh nhân nhập viện nhiều hơn. Mùa xuân là cái mùa mà ở đặc biệt là ở phía Bắc thì nó rất là ẩm, độ ẩm rất là cao. Ví dụ như ngày hôm qua độ ẩm có thể lên đến trên 80%, thậm chí có những ngày mà chúng ta biết là ở Hà Nội là độ ẩm lên đến 90%. Và chính vì độ ẩm như vậy nó làm thay đổi cái áp suất ở trong khí quyển và nó tác động vào những người bệnh nhân khớp, xương khớp nói chung và cả bệnh nhân gút nữa. Nó làm cho thay đổi cái áp lực ở trong máu, rồi thay đổi các cái áp lực ở trong các cái khoang giữa các cái tế bào của cơ thể. Chính vì như vậy mà đặc biệt là bệnh nhân gút thì trong các cái khớp nó đã có sẵn các cái tinh thể urat là cái mà thủ phạm để gây nên những cái đợt đau do gút cấp ấy. Là những cái tinh thể nó hình kim nhọn hai đầu, khi mà thay đổi áp lực như vậy thì nó sẽ kích thích vào các cái màng xương, màng khớp, nó làm cho bệnh nhân bị viêm. Thế rồi trời nó cũng hơi lạnh lạnh nữa, bệnh nhân sẽ vận động nó cũng ít hơn, cái lưu lượng tuần hoàn nó cũng chậm lại hơn thì cái lắng động các cái tinh thể nó cũng nhiều lên, nó làm các cái cộng lại với nhau nó làm cho cái bệnh gút nó bùng phát lên rất nhiều vào mùa xuân. Bệnh nhân này từng bị phù hết mặt vì tự mua thuốc giảm đau bên ngoài. Rất nhiều bệnh nhân gút chỉ chữa bệnh bằng bài thuốc truyền miệng. Đó là điều nguy hiểm. Đơn giản như cuộc sống hàng ngày, trong cùng một bữa ăn có thể mình mua một món ăn cho cả nhà cùng ăn, nhưng trong nhà mình sẽ có một người có cơ địa dị ứng lại với cái thức ăn đấy và vẫn có thể có những cái điều nguy hiểm xảy ra. Thì đấy là một loại thức ăn, còn nếu mà mình dùng thuốc và nhiều loại kết hợp với nhau. Cũng như trong thực tế hàng ngày là có rất nhiều loại thức ăn, nếu ăn riêng lẻ thì rất là bổ. Nhưng mà nếu kết hợp với nhau không đúng cách thì vẫn có thể gây ra những cái chướng bụng đầy hơi, thậm chí là ngộ độc. Thì thuốc cũng vậy. Cho nên là chúng ta cũng không thể đổ là tại dùng thuốc đông y nhiều hay tại dùng thuốc tây y nhiều. Mà là cái cách làm sao kết hợp thuốc, sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Gút là bệnh do rối loạn chuyển hóa, cho đến nay vẫn chưa thể chữa khỏi được. Vì thế, người bệnh nhất thiết phải có sự theo dõi chặt chẽ ở cơ sở y tế uy tín mới có thể kiểm soát được bệnh. Tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin quốc tế đáng chú ý. Philippines cảnh báo về dịch Zika. Tụy nhân tạo Diabilop, phát minh mới cho bệnh nhân tiểu đường. Bộ Y tế Philippines hôm 14 tháng 3 đã kêu gọi những phụ nữ mang thai hãy đề phòng sự lây lan của virus Zika sau khi một phụ nữ người Mỹ đến nước này hồi tháng 1 đã có xét nghiệm dương tính với virus Zika. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Y tế Philippines cho biết Bộ Y tế Philippines đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch của Mỹ nhằm thu thập thêm thông tin về người phụ nữ đến Philippines nhiễm virus Zika và tìm hiểu xem những nơi người phụ nữ này đã đến từ ngày 2 đến 28 tháng 1 vừa qua. Nếu xác định người phụ nữ trên nhiễm virus Zika ở Philippines, thì đây là trường hợp nhiễm Zika thứ 2 ở Philippines sau khi một cậu bé 15 tuổi ở thành phố Cebu nhiễm virus này năm 2012. Các nhà chức trách y tế Philippines đã khuyến cáo phụ nữ mang thai tại nước này đề phòng muỗi đốt và xem xét hoãn những chuyến đi không cần thiết đến các nước bị virus Zika hoành hành. Còn tại Mỹ, mới đây, chính quyền Mỹ đã thông qua hoạt động thử nghiệm trên quy mô nhỏ, phương thức dùng muỗi biến đổi gen để ngăn chặn sự lây lan của virus Zika hiện đang hoành hành tại Nam Mỹ.
Muỗi Aedes aegypti đực biến đổi gen là sản phẩm của công ty Ocitech của Anh. Theo ý tưởng này, các nhà khoa học sẽ thả các muỗi Aedes aegypti đực đã biến đổi gen để giao phối với muỗi cái. Những con muỗi con của cặp muỗi có muỗi đực biến đổi gen sẽ chết từ khi còn là ấu trùng. Được triển khai từ năm 2014 tại một thị trấn ở phía tây thủ đô Panama City, kết quả thí nghiệm của dự án này cho thấy lượng muỗi tại khu vực thí nghiệm đã giảm 93%. Các bác sĩ tại Pháp vừa đề xuất thử nghiệm tụy nhân tạo Diabilop nhằm giúp những người mắc chứng tiểu đường cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu. Với kích cỡ của một chiếc điện thoại thông minh, Diabilop được dán chặt trên bụng người bệnh. Nhờ vào ứng dụng Bluetooth, thiết bị điện tử này có thể kết nối với một chiếc điện thoại thông minh đặc biệt mà người bệnh để trong túi. Cả hệ thống sẽ vận hành theo một vòng khép kín với chức năng đo lượng đường trong máu, sau đó ra lệnh trực tiếp đến ống tiêm insulin để tiêm một liều lượng tương ứng. Tuyến tụy nhân tạo Diabilop nói trên đang được thử nghiệm đối với những người mắc bệnh tiểu đường tuyếp 1 hay phải dùng đến insulin tại 10 bệnh viện lớn của Pháp. Theo các nhà sáng chế, thiết bị này có thể giúp giảm được từ 1.000 đến 10.000 ca bệnh tiểu đường nhập viện mỗi năm. Nếu việc thử nghiệm cho kết quả tích cực, Diabilop sẽ được tung ra thị trường châu Âu vào cuối năm 2017. Đến đây thì bản tin O2 ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.